Xin chào các em học sinh lớp 12. Hôm nay thầy giáo sẽ cùng các em trao đổi một vấn đề mà các em đang hết sức quan tâm. Như các em đã biết, ngày hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, trong đó có đề minh họa môn lịch sử. Qua tìm hiểu đề minh họa năm nay, thầy nhận thấy phạm vi kiến thức của đề chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12, chỉ có một lượng nhỏ kiến thức của lớp 11. Về mức độ kiến thức, khoảng 75% số câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, có khoảng 25% ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Thì nhìn chung, so với đề năm 2019 thì đề minh họa năm nay có phần nhẹ hơn về kiến thức. Thứ tự của các câu hỏi trong đề minh họa được sắp xếp từ dễ đến khó. Sau đây, thầy trò chúng ta sẽ cùng đi tìm đáp án của 40 câu hỏi trong đề minh họa. Các em lưu ý, các câu hỏi đầu tiên trong đề là những câu hỏi nhận biết nên chúng ta có thể trả lời rất nhanh. Câu 1, năm 1921, Đảng Bolshevik Nga quyết định, chúng ta chọn đáp án A, là thực hiện chính sách kinh tế mới do Lenin khởi xướng. Câu số 2, sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại tổ chức nào? Thì chúng ta thấy có 4 đáp án, thì chúng ta sẽ chọn đáp án B là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Còn đáp án A là tổ chức Warsawa và tổ chức Hội đồng Tương trợ Kinh tế thì đã tan rã vào năm 1991 khi mà Liên Xô tan rã. Còn tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là tổ chức của các nước tư bản, Liên Xô không tham gia. Câu số 3, quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng Hòa vào năm 1950? Qua cách loại trừ các phương án thì chúng ta sẽ tìm ra được đáp án đúng là đáp án C. Việt Nam và Indonesia tuyên bố độc lập vào năm 1945, còn Trung Quốc tuyên bố độc lập vào năm 1949. Câu số 4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ra đời năm 1967 do các nước trong khu vực thấy cần. Các em nhớ lại kiến thức của bài 4, chúng ta đã thấy rằng là sau khi giành được độc lập, bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện hết sức khó khăn, thì các nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển. Đáp án C. Trên cơ sở đó thì ngày 8 tháng 8 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, được thành lập tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 5 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines. Câu số 5. Trong những năm 90 của thế kỷ thứ 20, nền kinh tế Mỹ có những biểu hiện nào sau đây? Thì kiến thức của bài số 6, bài Mỹ, cho chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án A, là trong những năm 90 của thế kỷ 20, nền kinh tế Mỹ đã trải qua những đợt suy thoái ngắn. Tuy nhiên, thì kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Các em lưu ý. Câu số 6. Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển thần kỳ? Nhắc đến sự phát triển về kinh tế, chúng ta nhớ ngay đến đất nước Nhật Bản. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ một đất nước sụp đổ sau chiến tranh, một đất nước chiến bại, thì Nhật Bản vươn lên trở thành một cái sự thần kỳ, vượt qua các nước tư bản như Anh, Pháp, Đức, Italia. Để đến năm 1968, Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa sau Mỹ. Và từ đầu những năm 70, thì Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới, bên cạnh Mỹ và Tây Âu. Nhật Bản. Câu số 7. Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền ở Sài Gòn?
của tư bản Pháp. Thì ở câu hỏi này chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản. Không đúng. Ở đây thì cái độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp nó ảnh hưởng đến quyền lợi của tư sản và địa chủ. Năm 1923 thì tư sản và địa chủ Việt Nam đã đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp. Đáp án A. Câu 8. Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc được xuất bản thành tác phẩm Đường Cách Mệnh. Phương án B. Đây là một cuốn sách nhằm trang bị cái lý luận cách mạng cho những cán bộ cách mạng. Câu số 9. Tổ chức nào sau đây được lập tại Hà Nội vào tháng 3 năm 1929? Đáp án của câu số 9 là đáp án B. Là cuối tháng 3 năm 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ đã họp tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội, đã lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đảng viên. Nếu mà các bạn không nhớ cái sự kiện này thì chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ, đó là phương án A, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là thành lập năm 1925, Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập năm 1927, còn Đảng Thanh niên lập ra năm 1926. Câu số 10. Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, Khối Liên minh Công nông hay là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Thì cũng dùng phương pháp loại trừ thì chúng ta có thể thấy là đáp án C là đáp án đúng. Thì Mặt trận Liên Việt ra đời năm 1951, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, Mặt trận Việt Minh ra đời năm 1941, và Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra đời năm 1938. Và đáp án C là đáp án đúng. Câu số 11. Kẻ thù trực tiếp và trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là, thì ở đây các em nhớ lại kiến thức của bài 15 phong trào dân chủ 1936-1939. Chúng ta thấy rằng tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì họp ở Thượng Hải, Trung Quốc, dựa trên nghị quyết của Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam, thì hội nghị xác định nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt của cách mạng là đấu tranh chế độ phản động thuộc địa. Đáp án B. Những kẻ không thực hiện những cái chính sách tiến bộ của chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã ban hành và cho thực hiện các thuộc địa của Pháp, trong đó có Đông Dương. Câu số 12. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ phong kiến, chống tư sản và địa chủ, cải cách ruộng đất, đánh đổ đế quốc và tay sai. Thì các em nhớ lại cái kiến thức thì chúng ta thấy là tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập họp tại Bà Điểm, Hóc Môn do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, và chúng ta thường gọi hội nghị này là hội nghị 6. Và hội nghị đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Đáp án đúng ở đây là đáp án D. Câu số 13. Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ? Đây là câu hỏi nhận biết và chúng ta có thể trả lời ngay. Đó là đáp án A, chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Câu số 14.
Ngay sau Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương được ký kết, Mỹ có hành động nào sau đây? Đáp án A là tăng thêm quân đội viện chinh. Đáp án này là sai. Đáp án B rút hết quân viện chinh về nước. Đáp án này cũng sai. Và đáp án C là dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. Thì đây là đáp án đúng. Thì chúng ta đã biết là sau Hiệp định Geneva năm 1954, âm mưu của Mỹ là chia cắt lâu dài miền Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa đổi mới, thành căn cứ quân sự của Mỹ. Nên Mỹ đã dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm để chi phối, để thao túng với chính quyền này, thực hiện cái mưu đồ của Mỹ. Còn phương án D là đưa quân đồng minh vào tham chiến thì là sau. Câu 15. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam 1954-1975 kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch. Chúng ta thấy đáp án đúng là đáp án A, chiến dịch Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã biết, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng, chiến dịch quan trọng nhất để giải phóng miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối. Câu 16. Từ Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986, thì Việt Nam đã chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới. Chúng ta đã chuyển sang thực hiện cái đường lối đổi mới. Đây là một câu hỏi nhận biết, chúng ta có thể trả lời nhanh chóng, liên hệ hình thức để trả lời nhanh chóng. Câu số 17. Theo quyết định của Hội nghị ENTA tháng 2 năm 1945, nước nào cần trở thành một quốc gia độc lập? Các em có thể nhớ lại cái kiến thức bài 1, sự hình thành trật tự thế giới mới. Thì chúng ta thấy rằng ở phần quyết định của Hội nghị ENTA có đề cập đến là Trung Quốc cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ. Đáp án A. Câu số 18. Từ những năm 60-70 của thế kỷ 20, các nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, chuyển sang thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là do tác động của yếu tố nào? Thì như kiến thức của các em đã được học, thì thời kỳ đầu sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN gồm Indo, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều tiến hành là công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, hay còn gọi là chiến lược kinh tế hướng nội, với mục tiêu là nhanh chóng xóa đói giảm nghèo. Việc thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội của các nước này đã đạt được một số cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên, chiến lược kinh tế hướng nội cũng bộc lộ những hạn chế, đó là vốn đầu tư và kỹ thuật dẫn đến. Và câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C, là nhu cầu thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật. Đây là những cái mà các quốc gia sáng lập ASEAN cần trong việc chuyển sang thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại. Câu số 19. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi đặc biệt phát triển từ những năm 50 của thế kỷ thứ 20, trước hết là ở khu vực. Thì câu này là câu hỏi nhận biết, chúng ta có thể trả lời nhanh dựa vào kiến thức đã học, là khu vực Bắc Phi. Đây là khu vực có nền kinh tế xã hội phát triển nhất châu Phi, là mở đầu là cuộc cách mạng của nhân dân Ai Cập chống lại vương triều Farouk. Và từ Bắc Phi, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã lan sang các khu vực khác ở châu Phi đến năm 1950 đến năm 1960. 17 nước châu Phi giành độc lập và lịch sử ghi nhận đây là năm châu Phi. Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973? Thì đi vào phân tích 4 đáp án thì chúng ta nhận thấy
là đáp án B, đáp án C và đáp án D đều là những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973, và đáp án A là đáp án đúng của câu hỏi. Chúng ta lưu ý ở đây, câu hỏi hỏi nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân, và đáp án của câu hỏi là đáp án A. Vì sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản là nước thua trận nên mất hết thuộc địa, không còn thuộc địa. Câu số 21. Khi mới thành lập năm 1927, Việt Nam Quốc dân Đảng là nêu chủ trương gì? Thì như các em đã học, thì từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là Nam Đồng Thư Xã, một nhà xuất bản tiến bộ, thì ngày 25 tháng 12 năm 1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đã thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng. Đây là một vị chính đảng yêu nước, đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Và lúc này, lúc mới thành lập thì chính đảng này chưa có chính cương rõ ràng, chỉ nêu chung chung là trước làm dân tộc cách mạng, sau làm cách mạng thế giới. Đáp án D. Sau này, trong bản chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng công bố năm 29, thì mình nêu cái tư tưởng là tự do, bình đẳng, bác ái. Đáp án D. Câu 22. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện lịch sử nào sau đây? Thì như các em đã học, thì phong trào dân chủ 1936-1939 là cái phong trào đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Phong trào diễn ra trong điều kiện là chính phủ mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền. Đáp án D. Các đáp án còn lại là không đúng. Ví dụ đáp án A là quân phiệt Nhật tiến vào xâm lược Đông Dương vào mùa thu năm 1940. Đáp án B là sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Liên Xô. Thì sau này thì chúng ta mới nhận được sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Liên Xô. Còn đáp án C là chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng. Không đúng. Đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta biết là ngày 1 tháng 9 năm 1939 chiến tranh thế giới lần thứ hai mới bùng nổ, sau đó lan rộng toàn thế giới. Câu 23. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 năm 1941 đã trong 4 đáp án, chúng ta đã chọn đáp án đúng là đáp án A, đã khẳng định đúng, tính đúng đắn cương lĩnh chính trị đầu tiên. Tại sao chúng ta lại chọn đáp án A? Thì chúng ta thấy là nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã đưa cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Và cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã được Nguyễn Ái Quốc đưa ra trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Và đến lúc này thì thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh là cái tính đúng đắn của cương lĩnh chính trị đầu tiên trong việc đưa cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Câu số 24. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương đã, chúng ta đi vào từng đáp án cụ thể, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Không phải, đáp án này là đáp án sai. Đáp án B làm cho cả ba nước Đông Dương tạm thời bị chia cắt. Đáp án này cũng sai, vì trong ba nước Đông Dương chỉ có Việt Nam bị chia cắt. Và câu trả lời đúng, câu hỏi này là đáp án C, là công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Cái này đã được quy định trong nội dung của Hiệp định Geneva, đó là các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước
đáp án C và đáp án D là đáp án sai. Mỹ đã can thiệp vào chiến tranh Đông Dương từ năm 1949. Câu số 25. Trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam 1961-1965, Mỹ đã sử dụng chiến thuật nào sau đây? Thì các em nhớ lại kiến thức về chiến tranh đặc biệt. Chúng ta thấy chiến lược chiến tranh đặc biệt là một loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, được thực hiện bằng quân đội Sài Gòn, sử dụng vũ khí và dưới sự chỉ huy của Mỹ. Và trong chiến lược chiến tranh đặc biệt thì Mỹ sử dụng phổ biến chiến thuật trực thăng vận và thiết xạ vận nhằm cơ động lực lượng quân đội Sài Gòn nhanh chóng đến các điểm nóng giao tranh, giành ưu thế trên chiến trường. Đáp án B. Câu 26. Trong chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam 1965-1968 thì Mỹ sử dụng chiến lược quân sự mới nào sau đây? Thì trong 4 đáp án A, B, C, D thì chúng ta thấy là đáp án A, chiến thuật thiết xạ vận; đáp án C là chiến lược; đáp án D là trực thăng vận, đều được Mỹ sử dụng trong chiến lược chiến tranh đặc biệt. Và đáp án ở đây đó là chiến lược quân sự tìm diệt và bình định và những vùng đất thánh của Việt Cộng nhằm bẻ gãy sự sống của Việt Cộng. Thì đây là đáp án đúng của câu số 26. Câu số 27. Chiến thắng đường 14 Phước Long từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975 của quân dân miền Nam cho thấy. Ở câu hỏi này chúng ta có thể trả lời đáp án là A, so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng. Vì sao chúng ta lại chọn đáp án này? Vì cuối năm 1974, đầu năm 1975, chúng ta mở được hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Và trong cái dịp này thì quân ta đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đường 14 Phước Long. Ta đã loại vòng chiến đấu 3.000 tên địch giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long với 50.000 dân. Sau chiến thắng này của ta, chính quyền Sài Gòn phản ứng mạnh và đưa quân hòng chiếm lại, nhưng thất bại. Mỹ chỉ phản ứng yếu ớt, chủ yếu dùng áp lực từ xa. Thực tế thắng lợi của ta ở Phước Long, phản ứng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn sau đó cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn về khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự rất hạn chế của Mỹ. Và sau chiến thắng Phước Long thì càng củng cố hơn là cái quyết tâm giải phóng miền Nam là của ta, cũng như là một cơ sở để Bộ Chính trị đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976, và nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ, nếu mà thời cơ đến thì sẽ lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Câu 28. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam trong năm 1975-1976 đã tạo ra những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc. Cái câu hỏi này các em nhớ lại kiến thức của bài 24 và chúng ta có thể trả lời nhanh chóng câu hỏi này. Câu 29. Việc ký kết hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972. Đây là một trong những biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông Tây. Thì như các em đã học, các em nhớ lại kiến thức nhé. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ thứ 20 thì xu hướng hòa hoãn Đông Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô-Mỹ. Thì trên cơ sở những thỏa thuận Xô-Mỹ thì ngày 9 tháng 11 năm 1972, hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức đã ký kết tại Bonn hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Theo đó, hai bên tôn trọng không điều kiện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nước châu Âu trên đường biên giới hiện tại. Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện trên cơ sở bình đẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp hoàn toàn bằng biện pháp hòa bình. Nhờ đó, tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt. Còn đáp án B này là đánh dấu nước Đức tái thống nhất sau nhiều thập kỷ chia cắt và xa với Đức thống nhất năm 1990.
là dẫn đến sự xuất hiện của xu thế liên kết khu vực châu Âu. Cũng sai, vì cái xu thế liên kết châu Âu thì đã diễn ra từ năm 50 và 60. Đáp án D, thúc đẩy sự ra đời, nhanh sự ra đời của nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Chúng ta đã biết nước Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời từ năm 1949. Câu 30. Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc từ sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000 là. Thì các em nhớ lại kiến thức thì chúng ta thấy rằng năm 1991 Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự hai cực IATA tan vỡ, thì thế giới bước vào thời kỳ vận động để hình thành một cái trật tự thế giới mới, mà hiện nay cái xu thế đó là trật tự đa cực. Và trong đó các cường quốc chú ý đến việc xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia, phương án D, lấy sức mạnh tổng hợp của quốc gia, trong đó trọng tâm là sức mạnh kinh tế, trọng tâm là xây dựng sức mạnh kinh tế. Từ sức mạnh kinh tế thì sẽ xây dựng sức mạnh chính trị, sức mạnh ngoại giao, sức mạnh quốc phòng. Và kể cả đến hiện nay thì cái biểu hiện này đang được thực hiện, đang được thể hiện rất rõ rệt thông qua Mỹ và Nhật Bản. Mỹ thì gọi Mỹ và Trung Quốc. Câu 31. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925 và Việt Nam Quốc dân đảng đều. A là lôi cuốn đông đảo công nông tham gia cách mạng. B là góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển. C là chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trong cả nước. Thì D là tăng cường huấn luyện cán bộ đào tạo cách mạng. Thì đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án B. Vì cả hai tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng, mặc dù mục tiêu, phương pháp cách mạng khác nhau, nhưng đều là các tổ chức yêu nước của Việt Nam, đều góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển. Còn đáp án A là lôi cuốn đông đảo công nhân tham gia cách mạng, thì cái đáp án này thì phù hợp với cái Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thôi. Còn Việt Nam Quốc dân đảng thì không chú ý đến vận động quần chúng nhân dân tham gia tổ chức. Đáp án C cũng chỉ phù hợp với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, còn Việt Nam Quốc dân đảng thì không chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trong cả nước. Đáp án D là tăng cường huấn luyện cán bộ đào tạo cách mạng thì cũng chỉ phù hợp với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Câu số 32. Phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam mang tính thống nhất cao. Thì các em lưu ý, phong trào cách mạng 1930-1931 là phong trào đầu tiên, đấu tranh đầu tiên của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của giai cấp vô sản. Nên đáp án của câu này chúng ta chọn là đáp án A, là phong trào cách mạng 1930-1931 của Việt Nam mang tính thống nhất cao vì có một chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Còn đáp án B là tập trung vào mục tiêu duy nhất là ruộng đất của dân cày, không phải, vì phong trào cách mạng 30-31 là đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Đáp án C là hình thành được mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, thì lúc này chưa hình thành được mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Phương án D là tập trung vào kẻ thù trước mắt là bọn phản động thực địa, thì đây là mục tiêu của phong trào dân chủ 1936-1939. Câu 33. Một trong những đặc điểm của tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là A, giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị. Đây không phải là đặc điểm của cách mạng tháng 8. B, kết hợp giữa đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao. Đây cũng là đáp án sai, vì cách mạng tháng 8 thì là chưa có đấu tranh ngoại giao mà chỉ kết hợp giữa đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị. Đáp án C là lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi. Đáp án này cũng sai, vì
trong cách mạng tháng 8 thì lực lượng chính trị mới đóng cái vai trò quyết định. Đáp án D là diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. Đây là đáp án đúng. Tại sao cách mạng tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 lại có cái đặc điểm là diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu? Vì chúng ta đã có 15 năm là chuẩn bị đầy đủ và đã chớp được cái thời cơ ngàn năm có một, khi mà kẻ thù của chúng ta sụp đổ để chúng ta đấu tranh giành chính quyền. Câu 34. Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga có điểm nào, có điểm giống nhau nào sau đây? Đáp án A, giải phóng dân tộc bị áp bức, là đáp án đúng. Vì cách mạng tháng 8 năm 1945 đã giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi ách thống trị phát xít Nhật. Còn cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga đã giải phóng ách áp bức đối với các dân tộc Nga. Còn đáp án B là góp phần chống chủ nghĩa phát xít. Thì đáp án này là đáp án sai. Thì năm 1917 Nga thì chưa có chủ nghĩa phát xít. Thì chúng ta nhớ lại là chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở một số quốc gia Đức, Ý, Nhật năm 30 của thế kỷ thứ 20. Đáp án C là xóa bỏ các giai cấp bóc lột. Thì những ngày cách mạng tháng 8 thành công thì chưa xóa bỏ các giai cấp bóc lột. Thì phải sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng thì chúng ta mới tiến hành cải cách ruộng đất. Trong giai đoạn 1954-1957 thì chúng ta mới tiến hành xóa bỏ các giai cấp bóc lột. Đáp án D là thành lập nhà nước công nông binh. Thì đáp án này chỉ đúng với nước Nga. Còn cách mạng tháng 8 Việt Nam thì đã thành lập nước Dân chủ Cộng hòa, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chuyển sang câu 35. Quân Anh và quân Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đều có các hành động nào sau đây? Thì như các em kiến thức các em đã được học, thì sau cách mạng tháng 8 thành công thì mượn danh nghĩa quân đồng minh và giải rác quân Nhật, thì quân Trung Hoa Dân Quốc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc đã vào Bắc Vĩ Tuyến 16, đi sau chúng là bọn Việt Quốc Viện Cách phản cách mạng, âm mưu và cướp chính quyền của ta. Còn ở phía Nam Vĩ Tuyến 16 thì quân Anh tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại tái chiếm Việt Nam. Đáp án D, C là đáp án chính xác. Còn đáp án A là giúp Nhật khôi phục nền thống trị ở Việt Nam là sai. Là ký hòa ước với chính phủ Việt Nam cũng sai. Vì quân Anh, quân Trung Hoa Dân Quốc không ký hòa ước với chính phủ Việt Nam. Thì đáp án D là chống lại địch Việt Quốc và Việt Cách cũng sai. Vì Việt Quốc Việt Cách là tay sai của Trung Hoa Dân Quốc. Câu số 36. Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tháng 9 năm 1953 xác định phương hướng chiến lược trong Đông Xuân 1953-1954 là tiến công vào những hướng. Thì các em nhớ lại kiến thức của bài 20, chúng ta thấy là cuối tháng 9 năm 1953 thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự trong Đông Xuân năm 1953-1954. Nắm vững cái nhiệm vụ tiêu diệt địch là chính, thì phương hướng chiến lược trong Đông Xuân năm 1953-1954 của ta là tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bi động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng. Như vậy, đáp án của câu 36 là đáp án D. Phương hướng chiến lược trong Đông Xuân 1953-1954 là tiến công vào những hướng có tầm quan trọng chiến lược.
còn đáp án A, đáp án B và đáp án C là những cái đáp án không đúng. Cái này các em có thể tìm hiểu kỹ trong phần kiến thức của bài 20. Câu 37. Sự thất bại của phong trào yêu nước ở cuối thế kỷ 19 chứng tỏ. Đây là một câu hỏi vận dụng. Đây là một câu hỏi khó. Đáp án A là các văn thân sĩ phu không còn khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào yêu nước. Đáp án B là các trí thức phong kiến không thể tiếp thu hệ tư tưởng mới để đấu tranh giành độc lập. Đáp án C là tư tưởng phong kiến không còn khả năng giải quyết những nhiệm vụ và lịch sử đặt ra. Đáp án D là kể từ đây ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc chuyển hẳn sang tay giai cấp tư sản. Thì trong bốn đáp án này thì đáp án đúng là đáp án C là tư tưởng phong kiến không còn khả năng giải quyết những nhiệm vụ lịch sử do lịch sử đặt ra. Và chúng ta đi phân tích từng đáp án để khẳng định được đáp án C là đáp án đúng. Đáp án A là các văn thân sĩ phu không còn khả năng tổ chức lãnh đạo để phong trào yêu nước thì đáp án này là sai. Vì cuối thế kỷ 19 kể cả đến sang đầu thế kỷ 20 thì các văn thân sĩ phu vẫn còn khả năng tổ chức lãnh đạo ở phong trào, ví dụ như là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Đáp án B là các trí thức phong kiến không thể tiếp thu hệ tư tưởng mới để đấu tranh giành độc lập. Đáp án này cũng sai. Vì các trí thức phong kiến vẫn có thể tiếp thu được hệ tư tưởng mới để đấu tranh giành độc lập. Ví dụ như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã tiếp thu được hệ tư tưởng mới, đó là hệ tư tưởng dân chủ tư sản, đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Ví dụ như là phong trào Đông Du hay là phong trào Duy Tân. Còn đáp án D, kể từ đây ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc chuyển hẳn sang tay giai cấp tư sản, thì chúng ta biết rằng là giai cấp tư sản chưa bao giờ nắm cái ngọn cờ lãnh đạo cái phong trào dân tộc, mà họ chỉ đấu tranh để giành cái quyền này thôi. Và đặc biệt là cuối thế kỷ 19 thì tư sản Việt Nam ra đời, nhưng đặc điểm của tư sản Việt Nam là ra đời trong cái điều kiện thuộc địa nên nhỏ yếu, không nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc. Câu 38. Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản năm 1929 chứng tỏ. A. Việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam là cấp thiết. Đây là đáp án đúng. Để chúng ta thấy là năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành hai tổ chức cộng sản, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Thì với cái sự phân hóa này thì đã chứng tỏ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã bộc lộ cái hạn chế lịch sử của mình. Và với sự ra đời của hai tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã chứng minh rằng cái việc thành lập một cái chính đảng vô sản ở Việt Nam lúc này là cấp thiết. Còn đáp án B là phong trào công nhân bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác. Cái này thì các em lưu ý là phong trào công nhân bắt đầu chuyển từ tự phát sang tự giác là cái sự kiện của bại công của công nhân Ba Son tháng 8 năm 1925. Hay là khuynh hướng vô sản hoàn toàn, đáp án C, khuynh hướng vô sản hoàn toàn chi phối phong trào yêu nước, không đúng, đúng không? Là cái khuynh hướng vô sản hoàn toàn chi phối phong trào yêu nước từ khi Đảng ra đời tháng 2 năm 1930. Và đáp án D là giai cấp công nhân trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, cũng phải đến khi Đảng ra đời thì giai cấp công nhân để trưởng thành và đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng. Câu 39. Điểm mới trong nội dung hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương tháng 5 năm 1941
so với luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là A. Đáp án A, thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng để lãnh đạo cách mạng mỗi nước. Đáp án này là đáp án sai, vì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương tháng 5 1991 không đề cập đến việc thành lập của mỗi nước Đông Dương một đảng riêng, mà chỉ đề cập đến việc là ở mỗi nước Đông Dương sẽ thành lập một mặt trận riêng để giải quyết những cái vấn đề riêng của bản thân mỗi nước. Đáp án B là xác định quyền lợi riêng của mỗi giai cấp phục tùng phải phục tùng quyền lợi chung của dân tộc. Thì các em lưu ý là trong luận cương chính trị nêu cao nhiệm vụ chống phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày, nêu rõ cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền là cách mạng ruộng đất. Tức là trong luận cương, quyền lợi của giai cấp công nông được đặt cao hơn quyền lợi của dân tộc. Đây là sai lầm tư tưởng tạo khuynh giáo điều quốc tế cộng sản. Sau này Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận thấy sai lầm đó nên đã chủ trương nêu cao vấn đề giải phóng dân tộc. Và trong nghị quyết của hội nghị 8 đã nêu rõ cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là cuộc cách mạng tư sản dân quyền giải quyết hai vấn đề phản đế và điền địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp, dân tộc giải phóng. Do vậy chính sách mới của Đảng là phải đặt quyền lợi của bộ phận của giai cấp dưới quyền lợi giải phóng của toàn thể dân tộc, quyền lợi của nông dân, thợ thuyền phải đặt dưới quyền lợi giải phóng độc lập của toàn dân. Và hội nghị cũng nêu rõ là lúc này nếu không đòi được quyền lợi cho toàn thể quốc gia dân tộc, tức là vấn đề dân giải phóng dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn phải chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp, tức là cách mạng ruộng đất, đến vạn năm cũng không đòi lại được. Do vậy, hội nghị quyết định đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Và đây chính là điểm mới của hội nghị lần thứ 8 so với luận cương chính trị. Còn đáp án C là sai. Thì ngay từ hội nghị 6 tháng 11 năm 1939 đã tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chứ không phải đợi đến hội nghị 8 thì mới tạm gác. Đáp án D là sai. Là trong hội nghị 8 nêu quyết định thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa chứ không phải là chính quyền công nông. Câu 40. Các chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, biên giới thu đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây? Chúng ta đi phân tích từng đáp án để tìm ra câu trả lời đúng nhất. Đáp án A, có sự ủng hộ vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa. Đáp án này là sai. Chúng ta thấy là các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ vật chất và tinh thần của Việt đối với cách mạng nước ta từ sau năm 1950, khi mà chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa. Đáp án B, làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Thì chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp đã bị phá sản sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 của ta. Đáp án sai. Đáp án C, kết hợp hoạt động tác chiến của bộ đội với nổi dậy quần chúng. Đáp án này cũng sai, vì trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cái hình thức tác chiến chủ yếu là của bộ đội, chủ lực của đội địa phương và dân quân du kích, không có cái hình thức nổi dậy quần chúng. Đáp án đúng ở đây là đáp án D. Các chiến dịch này đã làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Thầy giải thích với các em là chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đã làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 đã làm thất bại kế hoạch dơ ve. Và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp.
Đấy, như vậy là vừa rồi thầy đã cùng các em đi tìm đáp án 40 câu hỏi ở trong đề minh họa môn lịch sử năm 2020. Qua đây, thầy hy vọng các em học sinh khối 12 sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về phạm vi ra đề, mức độ kiến thức và yêu cầu kỹ năng sẽ có trong đề thi chính thức để có định hướng ôn tập một cách hiệu quả hơn. Chúc các em học tập tốt và đạt được kết quả trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.